Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechine. Trong tập 12 phần 5 của Tinh Thần Biến, Tần Vũ và Hầu Phi đã tìm được con quạ Tiểu Hắc. Ở trong Khương Lan Giới, vợ Tiểu Hắc Bạch Linh đã đẻ cho con gái Tiểu Hắc Đồng. Trải qua một thời gian, Tiểu Hắc Đồng trải qua cửu thiên kiếp. Mọi người biết con Tiểu Hắc chỉ là chim bình thường, không phải là thượng cấp thần thú hay siêu cấp thần thú. Chuyển sang tập 13 của Tinh Thần Biến, Tần Vũ chỉ cần mất 500 năm đã tu luyện lên tầng 6 của cửu chuyển ám kim thân. Gia Cù đánh giá Tần Vũ quá khủng khiếp. Khi Gia Cù đứng ở tầng 7 cửu chuyển ám kim thân cho đột phá lên cấp 8, Tiểu Hắc Đồng chạy đến xin Tần Vũ cùng với con khỉ Hầu Phí đi chơi cùng. Nên bốn người Tần Vũ, Hầu Phí, Tiểu Hắc, Bạch Linh đã ngồi lại nói chuyện. Tiểu Hắc từ cấp 1 yêu đế đã trở thành cấp 5 yêu đế, Hầu Phí đã là cấp 6 yêu đế. Ngoài ra kinh thiên cửu côn chưa học xong, sức mạnh của Hầu Phí chỉ đánh ngang cơ với Tiểu Hắc. Do siêu cấp thần thú bằng tộc của Tiểu Hắc có tốc độ chạy khá nhanh, kèm theo giáp phòng ngự quá khủng khiếp, Hầu Phi từng đánh giao hữu với Tiểu Hắc mà không thể thắng nổi. Còn về cấp độ của Tần Vũ, linh hồn đã đột phá lên cấp 13 tầng thiên hồn. Tiểu Hắc xin Tần Vũ hãy đi ra ngoài Khương Lan Giới đi giải cứu chị Bạch Linh và Bạch Hình một lần nữa. Khỏi tay của thằng cha Tông Quật, chỉ cần họ đánh nhau không gặp phải ông trùm bằng ma hoàng là được. Tần Vũ tính toán xong xuôi đồng ý với Tiểu Hắc và Bạch Linh. Ngoài ra mọi người còn biết Tần Vũ vẫn chưa mở ra được tầng 2 của Khương Lan Giới, nên Hầu Phi chắc chắn làm thông là người của thần giới. Kể cả Tiểu Hắc cũng đồng ý với ý kiến của Hầu Phi, bởi Tiểu Hắc có cây phóng lợn xuyên vân thương đã tu luyện lên cấp độ nhanh hơn so với bình thường. Chuyện đến sáng hôm sau, đám người Tần Vũ đã lên đường di chuyển đến Hắc Ô Thành của Phi Cầm Nhất Tộc. Ở bên trong Hoàng Thành tại Hắc Ô Thành, em Mai Bạch Phượng cấp 8 yêu đế đang nằm hớ hênh trên giường xem tên áo đen báo cáo về chuyện đã túm được Tiểu Hắc chưa. Nhưng tên này khai báo rất rõ ràng hơn 100 năm Tiểu Hắc đã biến mất tại Bích Mục Tinh. Bạch Phương đưa ra chỉ thị của bằng ma hoàng đang đợi tìm Tiểu Hắc, không tìm được cả đám khả năng sẽ bị lập biên bản ăn phạt. Trở lại chỗ ba người, Tần Vũ đã đi đến Hắc Ô Thành. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ hay Tiểu Vũ đã phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác cải trang. Tiểu Hắc đánh giá Hắc Ô Thành quá phát triển là trung tâm kinh tế của Phi Cầm Nhất Tộc. Hầu Phí muốn tìm cách di chuyển vào hoàng thành của Hắc Ô, nên Tần Vũ đã mở ra vạn phú phổ tầng 3 mang yêu đế Minh Chánh. Minh Chánh có nhiệm vụ đi dò xét cách vào hoàng thành. Ba người Tần Vũ ngồi một quán rượu ăn uống thì Minh Chánh đã quay trở lại báo cáo với ba người Tần Vũ cách vào thành. Không ai có thể vào được hoàng thành do phải là một bài kiểm tra do hoàng cung đưa ra, ai vượt qua có lệnh bài mới được đi vào. Nên Tần Vũ cho Minh Chánh vào bên trong Khương Lan Giới. Hắn nghĩ ra cách không cần đi vào hoàng thành cứu Bạch Hình chị Bạch Linh, chỉ cần tìm cách cho Bạch Hình ra khỏi hoàng thành là được, là gọi điện cho Tông Quật gặp mặt nói chuyện riêng. Khi Tần Vũ khẳng định Tông Quật không có định giết Tiểu Hắc, do Tông Quật biết rõ Lam Thúc và được Lam Thúc tặng cho một thanh đao, khả năng Tông Quật lại bảo vệ Bạch Hình. Lúc này Tần Vũ đã gọi điện cho Vô Danh của Long Tộc, hắn nhờ Vô Danh có người của Hắc Ô Thành thì hãy liên lạc với Tông Quật. Nên Vô Danh đã cho một người ở Long Tộc ở Hắc Ô Thành chạy ra gặp ba người Tần Vũ. Ở một quán rượu, một người Long Tộc đã xuất hiện, hắn giới thiệu mình là Du Bàn của Long Tộc. Du Bàn đã theo lời Tần Vũ gọi điện cho Tông Quật kể về Lam Thúc. Tông Quật hãy đến chỗ gặp ba người Tần Vũ. Tông Quật nhận được cú điện thoại đã chạy đến gặp luôn. Còn về Du Bàn được đám người Tần Vũ cho về làm việc của mình. Hiện tại Tông Quật đánh giá Tần Vũ, Hầu Phí, Tiểu Hắc cày cấp quá nhanh. Tiểu Hắc muốn nghe Tông Quật vì sao bằng ma hoàng lại truy nã hắn. Tông Quật cũng trình bày năm đó từng kể chuyện với bằng ma hoàng về Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chính là biến dị siêu cấp thần thú kèm theo có truyền thừa ký ức, muốn bằng ma hoàng trợ giúp Tiểu Hắc cày cấp tại Phi Cầm Nhất Tộc. Không ngờ bằng ma hoàng lại sai người đi giết làm thịt con chim Tiểu Hắc cũng chịu. Còn nguyên nhân bằng ma hoàng làm như vậy hắn cũng không rõ. Sau đó Tần Vũ nhận Tông Quật làm huynh đệ như trước đây. Hắn muốn Tông Quật trợ giúp đi cứu Bạch Hình, nên Tông Quật hứa đợi hắn về sẽ mang Bạch Hình đến chỗ mọi người. Ba người Tần Vũ lại đi đến một ngôi nhà đời. Tiểu Hắc an ủi vợ Bạch Linh là chị Bạch Hình sắp quay trở lại. Tiểu Hắc Đồng thì lại mừng sắp gặp được bác Bạch Hình. Hầu Phí dụ dỗ Tiểu Hắc Đồng ai đẹp trai khi Hầu Phí kể mình là người trợ giúp Bạch Hình quay trở về. Nhưng Tiểu Hắc Đồng thấy khỉ đành chịu không thơm má, mà chạy đến thơm Tần Vũ vào mặt. Sau đó Tiểu Hắc Đồng chạy đến chỗ mẹ Bạch Linh. Tiểu Hắc Đồng xin cha Tiểu Hắc cho mình ra bên ngoài đi chơi. Tần Vũ đã phê duyệt cho Tiểu Hắc Đồng ra bên ngoài Hắc Điểu Thành. Chuyển đến chỗ của Tông Quật, đi đến chỗ Bạch Hình đang khóc. Bạch Hình được Tông Quật mang đi gặp Tiểu Hắc và Bạch Linh đang ở Hắc Điểu Thành. Một người áo đen chạy đến báo cáo với cấp 8 yêu đế Bạch Phượng là Tông Quật cùng với Bạch Hình đã rời khỏi thành, nên Bạch Phượng cấp 8 yêu đế gọi điện cho Ngao Khô cấp 8 yêu đế làm việc dưới trướng của bằng ma hoàng. Hai người đã dẫn theo một đội quân lùa theo Tông Quật đến Hắc Điểu Thành. Ngao Khô đã dùng yêu thức của mình nhìn thấy con khỉ Hầu Phí cấp 6 yêu đế. Ở một ngôi nhà, ba người Tần Vũ đang châm gió nói chuyện.
Không do Tông Quật có bán đứng họ đứng về phía bằng Ma Hoàng không, thì Tông Quật và Bạch Hình cấp 7 yêu vương đã đi vào ngôi nhà. Tiêu Hắc Đồng chạy ra mở cửa, hai người Bạch Phượng và Ngao Khô đã xuất hiện chửi bới Tông Quật làm phản. Tần Vũ cho Tiểu Hắc Đồng và Linh Nhi vào trong khương lăn giấy, Ngao Khô phi lên tung lấy Bạch Hình. Bạch Phượng cho đám người Tần Vũ nghe rõ về Tông Quật làm nhị kim sĩ bằng tộc, giờ chỉ đứng sau bằng Ma Hoàng là đi theo đám người Tần Vũ. Tông Quật vẫn trình bày về Lam Thúc, ai mà giết Tiểu Hắc hay đám người Tần Vũ, khả năng về sau không ai sống nổi đâu. Tông Quật đành di chuyển bên mắt để lại ba người Tần Vũ. Trở lại với Tần Vũ, Tiểu Hắc Hầu Phí lại đang khá hưng phấn, khi giờ họ có thể test sức mạnh của mình đấm nhau với đám người Bạch Phượng và Ngao Khô cấp 8 yêu đế. Lúc này Ngao Khô đưa Bạch Hình cho một tên áo đen mang về Hoàng Thành. Tiểu Hắc đang định lùa theo Tần Vũ đang ăn lại, chỉ cần đánh cho hai người Bạch Phượng và Ngao Khô vào bệnh viện trả về chết luôn thì mọi người sẽ cứu được Bạch Hình. Ngao Khô phân tích sức mạnh của Tần Vũ, xem Tần Vũ làm cái gì mà giết chết được 26 vị tiên đế của Vũ Hoàng. Hầu Phi cấp 6 yêu đế đã hóa khổng lồ trở thành khỉ Titan cao vài trăm mét cầm gây. Học Vũ cấp 5 yêu đế bật áo giáp chiến đấu tiến vào trạng thái cao nhất cầm phóng lên. Hầu Phi và Học Vũ Tiểu Hắc lao vào đánh nhau với Bạch Phượng cấp 8 yêu đế ở dưới bot. Tần Vũ solo trên top với Ngao Khô. Ngao Khô cầm một cây gậy phang vào người Tần Vũ. Tần Vũ di chuyển né liên tục túm lấy cây gậy của Ngao Khô. Tần Vũ đã một phát vào Ngao Khô gãy hết xương ngực. Còn về Hầu Phi đã phang một gậy vào bụng Bạch Phượng. Bạch Phượng đã tiến vào trạng thái chiến đấu của con chim hạc, có một bộ áo giáp bằng lông bên ngoài. Bên Ngao Khô cũng tiến vào trạng thái chiến đấu hóa thành một con rồng song thủ long thiếu, là cả người vảy rồng sau lưng có hai cánh chim. Bạch Phượng đã lao vào đánh nhau với Hầu Phí. Ngao Khô di chuyển tốc độ cao đánh Tần Vũ. Tần Vũ di chuyển đấm liên tục vào Ngao Khô, khiến Ngao Khô mồm chảy máu. Nhưng Tần Vũ bị cây gậy của Ngao Khô phang vào người lùi về phía sau. Tần Vũ dùng tay đỡ thẳng một cây gậy của Ngao Khô đã bị gãy tay luôn. Hắn dùng thần khí của mình đâm vào chỗ nguyên anh của Ngao Khô, nhưng Ngao Khô đã di chuyển nguyên anh ra chỗ khác. Ngao Khô và Tần Vũ tách nhau ra. Hắn đánh giá Tần Vũ chắc nạp thẻ hack ở đâu mà ghê thế. Chỉ cần vài trăm năm ở tiên ma yêu giới đã khủng thế này. Trở lại chỗ Hầu Phí và Tiểu Hắc qua chiến, Hầu Phí đã dùng gậy phang cho Bạch Phượng ngã xuống mặt đất liên tục. Hầu Phí chửi Bạch Phượng kêu quắc quắc cái mả cha mày đau hết cả đâu, nên Hầu Phí cầm gậy lao đến phang thẳng vào Bạch Phượng. Bạch Phượng bị choáng một lúc, cô đành dùng chiêu mạnh nhất của mình là Phượng Vĩ Châm. Lông trên cơ thể Bạch Phượng bắn ra luồng ánh sáng, khiến Tiểu Hắc cầm phóng lợn trên người bị đốt cháy một phần áo giáp. Tiểu Hắc đã chảy máu mồm. Hầu Phí thấy vậy dùng áo giáp thần khí Kim Uyên, nên toàn bộ các luồng ánh sáng của Phượng Vĩ không thể xuyên qua áo giáp của Hầu Phí. Chuyện bên ngoài Hắc Ô Thành, rất nhiều anh em thích hóng chuyện đứng từ xa quan sát. Một người báo cáo với Dương Đại Nhân, không do đám người Tần Vũ lại phăng nhau ở đây. Dương Đại Nhân đánh giá ngay cả mình cũng không thể đỡ được một đòn. Trở lại chỗ Tần Vũ đánh nhau với Ngao Khô vẫn chưa hề phân thắng bại. Ngao Khô cầm gậy phang thẳng vào đầu Tần Vũ, nhưng Tần Vũ lách nhà bị phang vào vai gãy xương. Tuy nhiên Tần Vũ dùng cánh tay còn lại dùng lưu tinh chỉ pháp bắn vào bụng Ngao Khô. Tay phải cầm kiếm phá thiên đâm thẳng vào ngực Ngao Khô, nhưng Ngao Khô vẫn không nát nguyên anh chết. Thay vào đó hắn biến đổi cơ thể thành hai người Ngao Khô. Tần Vũ thấy vậy đã gọi Hầu Phí và Tiểu Hắc không đánh nhau với hai người Bạch Phượng và Ngao Khô nữa. Hai người Hầu Phí và Tiểu Hắc đã di chuyển vào bên trong không gian giới. Tần Vũ nhận xét với hai người Ngao Khô và Bạch Phượng, bằng Ma Hoàng không có ở Hắc Ô Tinh, nên hai người muốn kéo thời gian đợi bằng Ma Hoàng trở về. Bạch Phượng không từ chối Tần Vũ quá thông minh, khi họ đã truyền tin cho bằng Ma Hoàng. Đôi lúc này bằng Ma Hoàng đã xuất hiện trong mặt Tần Vũ. Cảm ơn anh em đã xem video.